xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cái quy trình để có một cái cây bông giấy ghép lá cẩm thạch. Đầu tiên là mình phải có một cái phôi. Đây là gốc giấy Mỹ, một cái phôi gốc giấy Mỹ. Trên tay mình là đây là cái phôi gốc giấy Mỹ. Thì từ cái phôi gốc giấy Mỹ này nè, mình sẽ trồng xuống đất khoảng từ 1,5 năm cho lên thì mình sẽ được một cái gốc phôi Mỹ như thế này nè các bạn. Từ cái phôi nhỏ như vậy mình trồng xuống là nó sẽ được 1,5 năm mới được cái gốc như thế này. Thì sau 1,5 đến 2 năm mình sẽ nhổ lên thì nó có những cái bộ rễ đẹp cực kỳ vậy đó. Thì theo cái lúc mà mình trồng mình sẽ tạo cái dáng rễ như thế nào thì sau này nó sẽ cho mình cái bộ rễ đẹp như thế đó. Rồi sau khi mình nhổ lên xong mình sẽ vô chậu như thế này. Đây mình vô chậu này, thì vô chậu như thế này khoảng chừng 1 tháng đến 1,5 tháng nha các bạn. 1 tháng đến 1,5 tháng à, nó này là đây là 1 tháng đến 1,5 tháng thôi. Nó sẽ khi mà nó đâm đòn như thế này thì đây là lúc thời điểm thích hợp nhất để mình ghép bò vô. Đây mình giới thiệu các bạn đây là quá trình ghép bò. Ghép bò. Để ta có được một cái gốc ghép đẹp thì cũng qua nhiều cái quy trình và nó qua rất nhiều cái thời gian các bạn ơi. Rất nhiều thời gian. Thì sau khi mà nó bo nó dính thì nhất là cũng khoảng 1 tháng nó dính bo, và khoảng 1,5 tháng đến 2 tháng nó sẽ đâm nhánh. Thì nó đâm vàng là đúng một cái thời gian từ khoảng là 5 đến 6 tháng mới cho ra một cái thành phẩm, một cái cây hoàn chỉnh. Và đây là cây hoàn chỉnh. Đây là cây hoàn chỉnh nhưng mà chưa có chỉnh sửa tàn nha các bạn. Nó chỉ là cho là bộ tán thôi chứ chưa có chỉnh tàn. Mình còn phải uống tàn rồi thích tàn nào thì mình sẽ uống theo cái tàn đó. Còn đây là chỉ có được cái bộ tán như đây thôi, là như vậy là mình đã có thể chơi được rồi. Đấy. Nếu mà bạn nào mà thích bộ tàn đẹp thì các bạn uống theo ý của mình, còn nếu mà không thì các bạn cứ cắt tỉa và nó sẽ theo bom mình quanh năm. Đây là hoa giấy cẩm thạch màu trắng ghép lồng với lại hoa giấy cẩm thạch màu tím trên thời một cùng một gốc giấy Mỹ. Gốc giấy Mỹ chỉ có gốc giấy Mỹ mới có bộ rễ đẹp như thôi, còn gốc giấy thường mình thì không có bộ rễ đẹp. Nhưng mà mình cũng vẫn ghép bo này lên gốc thường bình thường, nhưng mà gốc thì nó không đẹp, nó chỉ chơi tàn. Còn này là mình vừa chơi tàn mà mình vừa chơi gốc này. Giới thiệu cho các bạn một số cái sản phẩm đã thành phẩm rồi. Đây là chỉ ghép một màu thôi, cẩm thạch màu tím.
khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch mình sẽ cho ra mắt một số sản phẩm ghép ba màu trắng, tím và hồng, hồng cam, hoặc trắng, đỏ. Đỏ thì rất là hiếm. Quay qua đóng thân trộn cho các bạn thấy. Đây là cái đóng phân trộn gồm có là cho trấu rồi rơm, sơ dừa, chủ yếu là phân rơm là chủ yếu nhất, rơm chiếm tỷ lệ là khoảng 60% trở lên, rồi còn lại là phân dừa, sơ dừa và cho và trấu. Và nếu các bạn nào mà có nhu cầu chơi qua giấy thì các bạn liên hệ mình. Địa chỉ mình để phía dưới và số điện thoại ở dưới. Địa chỉ của mình là ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện La Dung, ngay cái dốc cầu Mù U, cơ sở sản xuất ngay dốc cầu Mù U. Các bạn có thể hỏi là qua giấy của em Tâm, là các bạn sẽ liên hệ được số điện thoại mà mình để phía dưới và địa chỉ, để em Tâm sẽ cung cấp cho các bạn nhiều loại hoa giấy đẹp. Rồi bây giờ mình xin dắt các bạn đi tham quan một số cái hoa giấy có gốc lớn, gốc cổ thụ, gốc lâu năm, từ giá 10 năm trở lên. Em Tâm cũng đã ghép hoàn chỉnh rồi các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu mà chơi cây cổ thụ thì các bạn tham quan để các bạn có thể rinh về chân trong cái ngôi nhà của mình. Hoành này khoảng 6 ông Tâm? 60 mấy. Hoành 60 mấy cm. Chiều cao ước chừng khoảng 4 mét. 4m7. 4m7. Các bạn, cái cây này là được ghép là 3 màu. Màu tím, thập thạch tím, màu thập thạch trắng và đỏ hồng. Đỏ hồng bị xa quá, mình không có quay cái bông mà đỏ hồng. Đỏ đỏ màu màu. Các bạn có thể các bạn quan sát được cái này cổ thụ. Và bên kia cũng có một cái cây cũng tương xứng như vậy. Nếu các bạn nào mà có cần đó thì đến nhà vườn nha, nhà vườn của em Tâm. Thì các bạn sẽ ở đây là em Tâm chuyên về kỹ thuật ghép và giấy. Em Tâm ghép rất nhiều cây hoa giấy có những cái gốc quái đẹp lạ, thì các bạn đến ngay tại cơ sở để các bạn trước mắt là các bạn ngắm cái vườn hoa giấy, và sau đó các bạn có thể ưng ý cây nào thì bạn có thể mua đem về nhà mình, khi giá cả thì rất là hợp lý, các bạn an tâm đến đây thì các bạn có thể có thuận về giá cả. Đây, mình sẽ dẫn các bạn đi đến tham quan một số cây nữa nha. Cây gốc to và đẹp. Cây này cũng được ghép rất là nhiều màu. Hai đến ba màu trở lên. Và những cái loại cây mà từ 2-3 màu trở lên thì khoảng tầm khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, nhà vườn của em Tâm sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm đó để các bạn có thể thụ hưởng nó. Đây là cái phôi nè các bạn, cái phôi mình nuôi nè để chuẩn bị mình trồng xuống đất. Như nãy mình có giới thiệu với các bạn á, mình trồng xuống đất để mình có được cái bộ rễ đẹp của cây hoa giấy Mỹ. Rồi từ cái bộ rễ đó ghép những cái giấy cẩm thạch trắng hoặc tím vào cái gốc ghép Mỹ để cho ra một cái cây bonsai hoa giấy nhiều màu tuyệt vời.
có một số bạn hỏi mình ngay sao không ghép qua giấy màu trắng màu tím cho nhiều để bán, nhưng thật chất là hiện tại bây giờ là cái giống nó rất là hiếm, cho nên mình đang trong cái quá trình tạo giống để rồi mình ghép. Hy vọng tương lai sau này một thời gian không xa thì sẽ có rất nhiều sản phẩm 2-3 màu trở lên theo nhu cầu của các bạn. Đây là cái bông giấy cũng 2 màu nè các bạn, đây màu trắng nè, màu trắng lá cẩm thạch, đây màu tím. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu mà mua cây giống, ví dụ như cây giống này nó có nhiều cỡ nha, đây cái này nha, rồi cây giống này nữa, đây nó có rất là nhiều cỡ, chậu lớn hoặc chậu nhỏ, tùy theo chậu thì chúng ta sẽ có cái giá tiền khác nhau. Rồi nó có rất nhiều chủng loại giống nha các bạn, có rất nhiều cỡ giống, xin lỗi, rất nhiều cỡ giống cao thấp nhỏ lớn. Rồi đây là cái khu vực giống, và hiện tại bây giờ mình có làm một cái miếng vườn chuyên về giống, nhưng mà nó không phải là ở đây là chỉ là cơ sở mua bán thôi và trưng bày sản phẩm. Còn cái vườn mà ươm giống thì mình ở đây mình chỉ giới thiệu một số cái mặt hàng giống cho các bạn. Còn cái vườn ươm giống của mình thì an tâm, cũng đã có sự bố trí rồi, cũng đã có gieo trồng rồi, chuẩn bị. Nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mua với số lượng lớn thì cũng cung cấp cho các bạn. Rồi thôi, mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Nếu có vấn đề gì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại mình để phía dưới. Xin chào các bạn.